Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Pedal TXT 100, một dòng xe địa hình giá rẻ em vừa nhập về buổi sáng ngày hôm nay. Em lên luôn cho các bác xem một chiếc xe đạp rất là đẹp, tông màu trắng thương hiệu Pedal, và em đang bán tại cửa hàng mức giá chỉ có là 5.800.000. Một chiếc xe đạp để cho các bác có thể đi thể dục hàng ngày, rèn luyện sức khỏe. Xe thì được trang bị bộ cấu hình cũng tương đối là tốt của dòng Shimano, là Shimano Atut. Bánh 26 inch không nhôm. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Xe là nguyên zin tất tần tật 100%. Sơn nguyên bản không nhôm. Xe thì giữ cái độ đẹp và mới nó còn tương đối là tốt. Coi là đã qua quá trình sử dụng. Là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước, xước nhỏ thôi, xước nhỏ, xước chấm chấm nhỏ nhỏ này là không thể tránh khỏi. Còn là tổng thể xe mà với cái mức giá chỉ có là 5.800.000 như này thì rất là đẹp rồi, tương đối đẹp. Phanh cưa vít, tay bấm tút này, nguyên bản hết này, đồ từ ghi lông phút tăng, bê đồ, những cái cồn bát này vẫn là nguyên bản này. Giảm sóc dầu theo xe, phanh đĩa thì là được, chỉ được phanh đĩa cơ thôi các bác nhé. Bánh là 26 inch, lốp này vẫn là nguyên zin luôn các bác ạ. Lốp này đi rất là ít, vẫn còn rất là nhiều. Và cái chủ cũ họ có để lại cái bộ gác ba gác cũ này. Đó, thì em cũng chưa tháo ra, những cái xe khác thì thường em sẽ tháo, nhưng mà đây tại vì mới về nên là em chưa tháo, nhưng mà cứ để lại luôn cho các bác để các bác có thể sử dụng. Nếu mà các bác không thích các bác có thể tháo ra. Đó, nhưng mà em vẫn khuyến cáo những khách hàng mua xe là lắp cái này thì không nên chở người, nó rất là nguy hiểm. Về đến những cái phần này hay là cho chân ở đây rất là nguy hiểm này. Bộ sử dụng bộ chuyển động tương đối là ngon đấy, trong cái tầm giá của Atut, Shimano Atut. Với thằng lip ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thằng lip và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Giám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa yên với tâm cửa cốp là 55 cm. Xe sẽ buộc lõm đi được khoảng 1m60 cái giá bán của chiếc xe bên đây đang bán là 5.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.